Bóng đẹp, điểm 2-1 cho đội chủ nhà. Trai đẹp. Bên đội áo vàng là đội trai đẹp gặp đội chủ nhà. Đội chủ nhà thì gồm có Quang Hưng bên 2, Chánh Hà bên phải số 4 và số 3 là Thanh Như. Cây trên 2 là Nguyên Khương. Quá tốt, vừa rồi là pha dứt điểm của Thanh Như. Bốn con. Không đâu phải. Bắt đầu đang tắt máy mà gầm mới bạch nè. Tí cho em kiểm tra đánh đâu phải. Đâu? Ai biết đâu mà quay. Có số gì đó. Không có. Đấy, một pha đập bóng lật cây quay luôn. Mày nói là nó ra đây nó tưởng em quay hả? Đây là bộ đội Vô Nị Đòn đang ngồi tác nghiệp cởi trần quần đùi áo số, không có áo luôn nha các bạn. Thua rồi thì ra ngoài chứ còn sao. Trời ơi. Dứt điểm tốt của Thanh Như. Sợ nhất bằng mình lều. Bình luận trên Facebook á, vừa nó chửi trên Facebook kìa, thằng kia nó mà tao đâu có chửi. Quá quá thứ hai. Chắn tốt quá. Bên đây thủ rất là lực. Nhưng mà thấy ớn. Thủ quá tốt. Vẫn còn bóng, vẫn còn bóng. Quay lại đăng lên bàn bên ví dụ công an này kìa. Bóng ra ngoài. Điểm 14 đội bút boy. 14. Các thằng vừa qua đây dắt chủ sân. Cái nhóc nhỏ dắt chủ sân. Mười bốn về bên kia quấn không nổi.
bên này nó cao. Cao bao đều luôn là cũng thấy lãm như vậy. Với mình lên tay trắng không. Đúng không? Điểm 14. 14. Điên ơi. Ôi. Điểm 50. Điểm bóng 5. Ấy cái sao? Cứ ngồi gánh điện thoại với mặt kia lắm. Bên nhắn tin nhắn. Bên kia là thua của Pháp rồi. Ủa mà hình như đội bên của bộ đội đúng không? Còn đó đó. À. Đội của bộ đội đúng không? À. Trời trời. Vừa rồi là pha dứt điểm của anh Thịnh 100kg. Với sức nặng của quả bóng vừa lên tới một tạ. 99kg nữa à. Quá ghê gớm. Trời. Quá cao chim. Bỏ lực. Điểm 12 năm. Quá ghê gớm, phát bóng bay. Nên người ta gọi anh là Phan Phú đúng không? Hay Phú Phan. Vẫn còn bóng à? Hay. Trời trời trời. Bóng lực cứu bóng quá hay của bên đây. Trời. Đến 13 năm. Và cứu bóng xuất sắc. Với các cầu thủ to cao như Tây thế này thì có thể là không có thể nào mà cản nổi được rồi. Nên em của chú làm gì cũng phải thua thôi. Quá ghê cơ. Quá ghê cơ. Không chịu nói rồi. Đâu phải trắng, điểm 14 năm. 14 năm rồi. Điểm cuối luôn. Thua quá xa rồi. Anh đâu có quay đâu. Hồi nãy không có bóng quay. Đâu có quay đâu. Vô trận thôi, mấy anh đang ngồi bóng. Nè, xíu quay hết này cho em coi đâu có. Tại vì mấy anh em quay trận không? Nè, em đứng đây đi xíu anh quay hết trận này trận. Đâu có. Lúc đấy là mình tắt rồi đúng không em? Ừ, anh, em đâu quay đâu, lúc đấy đang có khởi động mà phải. Có quýnh đâu mà phải. Kết thúc trận đấu cầu thủ 1.93. Kết thúc điều gì quá đấy. Vậy là đội của Good Boy giành chiến thắng trước đội chủ nhà.